Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ xét nghiệm của Việt Á dưới chuẩn WHO gây hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Trong những ngày qua, khi mức độ lan COVID-19 tại các tỉnh thành trong cả nước tăng mạnh, khiến giới chức một số nơi yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống mạnh hơn, thì người dân Việt Nam được tặng thêm một tin chấn động. Bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á cung cấp rộng khắp cho các bệnh viện, cơ sở xét nghiệm y tế trên cả nước, bước đầu được xác định là đã bán ra với giá quá cao, theo truyền thông Việt Nam chia sẻ. Nhưng về chất lượng lại không đạt tiêu chuẩn quốc tế và không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận. Đây là hình ảnh trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận. Hình bên trái, nay thông tin này vừa mới bị gỡ bỏ như hình bên phải. Hồi tháng 5 năm 2020, truyền thông Việt Nam đưa tin ca ngợi cho biết lần đầu tiên Việt Nam vừa chính thức công bố bộ sinh phẩm, tức là bộ kit, phát hiện virus corona chủng mới. Nguồn tin này cho hay Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó là ông Chu Ngọc Anh đã ký duyệt đề án cho việc sản xuất kit xét nghiệm của Việt Á với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ California, Hoa Kỳ, bác sĩ Mỹ gốc Việt Huỳnh Trấn nêu ra một số vấn đề khác như sau. Các bộ xét nghiệm kit COVID-19 mà Việt Nam làm có thể không đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó mặt hàng của Việt Á chỉ là một. Bác sĩ Huỳnh Trấn cho biết, vốn quan tâm tới tình hình dịch bệnh ở Việt Nam từ 2 năm nay, ông nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi từ Việt Nam về việc vì sao số ca bệnh tại Việt Nam tăng lên gần đây và hậu quả của sự sai số trong bộ test của công ty Việt Á do Phan Quốc Việt làm tổng giám đốc và các bộ test kit khác dùng tại Việt Nam hiện nay chất lượng ra sao. Sau khi nghe những câu hỏi này thì tôi dò tìm thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới và tìm ra bộ test kit của Việt Á và bộ test nhanh kháng thể Humacyte đang dùng tại Việt Nam là chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, ông nói. Câu hỏi tiếp theo, ông cho biết cụ thể hơn quy trình được viện Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn phải như thế nào. Bác sĩ Trần nói rằng, theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bước cụ thể để công nhận là sản phẩm test kit đạt tiêu chuẩn. Đầu tiên, nhà sản xuất phải liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới để chứng minh tính hợp pháp của nhà sản xuất. Đây là hình ảnh bác sĩ Huy Trần đăng trên trang Facebook cá nhân ảnh chụp hồ sơ mà ông đánh dấu đỏ và cho là bộ kit xét nghiệm từ Việt Nam trong vụ việc gần nhất không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Ảnh bên trái là bảng liệt kê các sản phẩm bị Tổ chức Y tế Thế giới đánh rớt, có khoanh tròn để tên là công ty Việt Á. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ sắp xếp để họp với nhà sản xuất bộ test kit trước khi chấp thuận đơn. Các thủ tục giấy tờ khác từ Bộ Y tế nước sở tại cũng cần nộp kèm với hồ sơ. Có hai điểm quan trọng để được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận là: thứ nhất là bản cung cấp chi tiết sản phẩm gồm cả hồ sơ về bộ test kit, kết quả xét nghiệm trên bệnh nhân v.v. Thứ hai là quy trình giám sát theo dõi chất lượng ISO 13485 để chắc chắn các sản phẩm sẽ có cùng chất lượng tương đương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì bộ test kit của Việt Á không đạt tiêu chuẩn, tức là quy trình giám sát theo dõi chất lượng. Câu hỏi tiếp theo là quá trình này ở Hoa Kỳ thì được diễn ra như thế nào? Bác sĩ Huy Trần nói rằng, tại Hoa Kỳ quá trình này gọi là được viết tắt là EUA để FDA cung cấp phép sử dụng khẩn cấp cho các nhà sản xuất. Quy trình cũng gồm nhiều bước, gồm các yêu cầu chi tiết về sản phẩm và kết quả xét nghiệm, và cũng có yêu cầu về quản lý theo dõi chất lượng sản phẩm, viết tắt là ISO 13845. Sau khi tổ chức của Mỹ xem xét sẽ cho phép sử dụng hay từ chối. Tiếp theo câu hỏi là trong vụ việc ông nói giới chức y tế và cả truyền thông Việt Nam có thể bị cho là đã đồng lõa khi họ nói kit xét nghiệm của Việt Á hay công ty khác đạt chuẩn cao. Nếu vậy thì ai chịu trách nhiệm? Có vị trí nào ở Hoa Kỳ, phương Tây về việc tương tự hay không? Đây là hình ảnh bản tin trên báo Tuổi Trẻ tố cáo Bộ Khoa học và Công nghệ đã gỡ bỏ bản tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận bộ test kit của Việt Á được lưu hành và xuất khẩu khắp nơi trên thế giới. Bác sĩ Huy Trần nói rằng, ai chịu trách nhiệm thì đó là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Ở góc độ nhà khoa học, khi một test kit chưa được chấp thuận và báo chí trong nước ủng hộ và nói đặt tiêu chuẩn là không đúng.
Tại Hoa Kỳ, khi phát hiện bộ test kit sai, thì cơ quan của Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm thông báo, thu hồi và sửa chữa, ví dụ như bộ test kit tìm kháng thể nhanh tại nhà Elumer. Tổ chức này của Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho bộ test này tháng 2 năm 2021, nhưng đến tháng 11 năm 2021 phải thu hồi khẩn cấp trên 2 triệu bộ này do kết quả dương tính giả quá cao. Nghĩa là có nhiều người báo kết quả là bị mắc COVID-19, nhưng thực sự là không có. Câu hỏi tiếp theo, vậy hệ quả của quản lý y tế công của bộ kit xét nghiệm sai như thế sẽ ra sao? Bác sĩ Quy Trần nói rằng, cực kỳ nguy hiểm, bộ test kit sai như một radar hỏng, chỉ lầm đường cho máy bay, có khi là máy bay đâm đầu xuống đất. Vì kit xét nghiệm là nơi ở các thông tin và các cơ số ca nhiễm, số ca phục hồi và các chính sách y tế dựa vào, bộ test kit sai có thể làm các con số ca báo nhiễm không chính xác, trong khi để lọt ra ngoài các ca bệnh nhân thật sự, và có thể dẫn đến các bệnh nhân bị tử vong do COVID-19 mà không chuẩn đoán kịp. Câu hỏi tiếp theo là ông đề nghị xem lại toàn bộ các kit xét nghiệm sản xuất tại Việt Nam. Ông không tin tưởng vào các thủ tục thông qua những sản phẩm y tế của quốc gia đó hay sao? Và vì sao lại như vậy? Bác sĩ Huy Trần nói rằng, tôi không biết rõ các thủ tục thông qua sản phẩm y tế nên không có ý kiến về sự tin tưởng. Tôi đề nghị xem lại các kit xét nghiệm tại Việt Nam đơn giản vì thông tin giữa các cơ quan quản lý y tế và tổ chức y tế giới không hợp nhau. Một bên nói là được chấp thuận, nhưng bên kia nói là không có. Đây là hình ảnh báo Lao Động hôm 21 tháng 12 đăng bài có tựa đề bộ kit không được tổ chức y tế giới chấp thuận vẫn bán giá trên trời. Câu hỏi tiếp theo, sau gần 2 năm chống dịch, kết quả của các chính sách tại Việt Nam có gì đáng nói? Theo đánh giá của ông, người theo dõi câu chuyện này như thế nào? Bác sĩ Huyền Trần nói rằng, Việt Nam có những bước thành công trong giai đoạn đầu khi dịch COVID-19 còn ít và khả năng theo dõi dịch dễ dàng. Khi dịch tăng lên, Việt Nam lúng túng trong cách chống dịch và để lộ những lỗ hổng trầm trọng như vaccine hay cách phân lọc theo dõi bệnh nhân hay cách chữa trị. Việt Nam đã chậm vài tháng trong việc trích vaccine, mặc dù có thể đã chuẩn bị mua vaccine từ trước, nhưng sau đó nước này đã nhanh chóng cải thiện tốc độ tiêm vaccine, đưa độ phủ vaccine lên cao đáng kể. Khi đợt dịch bùng phát, việc chữa trị bệnh tại các bệnh viện lớn trong thời gian đầu chưa được tốt do thiếu trang thiết bị và kinh nghiệm. Sau đó thì Việt Nam cũng nhanh chóng cải thiện tình trạng thiếu máy thở, máy ECMO và tăng cường các bác sĩ chuyên khoa hô hấp tích cực cho các bệnh viện nhỏ. Dần dần, việc chất lượng chữa trị bệnh viện COVID-19 nặng đã được cải thiện, có thể thấy qua tỷ lệ tử vong trên 100 người mắc COVID-19 giảm từ trên 2% xuống còn khoảng 2%. Nhìn chung, sau 2 năm, Việt Nam nhận ra các thiếu sót trong phòng chống dịch và các thiếu sót này nhanh chóng được cải thiện. Có điều, những thiếu sót này có thể ngăn ngừa được và có thể kết quả chống dịch COVID-19 ở Việt Nam đã có thể tốt hơn nếu họ làm trước. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt tung hình về bộ kit xét nghiệm rằng tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể được bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Nhân dân thì nổ rằng 20 nước đặt mua kit phát hiện COVID của Việt Nam. Tất cả đều là nói dối. Câu hỏi tiếp theo, để ứng phó với nguy cơ làn sóng thứ 5 khi hai biến thể Delta và Omicron cùng gây lây nhiễm ập đến và hiện nay chính thức chưa có ca Omicron ở Việt Nam, thì theo ông, chính phủ nước này cần làm gì, rút ra bài học kinh nghiệm gì trong thời gian tới? Bác sĩ Huy Trần nói rằng, rất nhiều nước đã có những sai lầm trong việc phòng chống dịch và Việt Nam có thể học được. Những nước này có thể không phải lặp lại những sai lầm đó của họ. Ví dụ, việc quản lý test kit COVID-19, Hoa Kỳ trong những tháng đầu năm 2020 đã phải hứng chịu những tổn thất do chậm trễ trong việc xét nghiệm COVID-19. Khả năng kiểm soát và theo dõi dịch tại Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng nếu chất lượng test kit không hiệu quả. Các bài học khác từ các ly tập trung, theo dõi bệnh, chữa trị tại nhà, Việt Nam có thể học từ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Quan trọng nhất là các nhà hoạch định chính sách phải lắng nghe các bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học, dựa vào các chứng cứ khoa học và không chạy theo thành tích, báo cáo hay lợi nhuận. Về bộ xét nghiệm của Việt Á, theo một trang web của Việt Nam, thì đây là kit chuẩn đoán COVID-19 đầu tiên Việt Nam được Bộ Y tế cấp số đăng ký và Tổ chức Y tế Giới đã cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm, cho phép lưu hành toàn cầu.
năng lực sản xuất của Việt Á vào khoảng 30.000 bộ kit xét nghiệm mỗi ngày. Nhưng giờ, tất cả đều là dối trá. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Scandal Việt Á, đâu là đầu Bạch Tuộc. Sự kiện Công an Việt Nam tống giam ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á vì thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 chỉ là phần nổi của tảng băng liên quan đến tham nhũng ở Việt Nam. Có hàng loạt dấu hiệu cho thấy sự câu kết để trục lợi, kể cả trục lợi trong thảm họa như đợt dịch COVID-19 thứ tư không chỉ rộng mà còn rất sâu, liên quan đến rất nhiều quan chức từ nhỏ đến lớn trung ương địa phương có cả. Ông Phan Quốc Việt hay Công ty Việt Á chỉ là vòi của con bạch tuộc khổng lồ, chưa biết đầu nó nằm ở đâu. Tác giả Trần Văn phân tích sự kiện thần tốc xét nghiệm mà các nhà hoạt động và phản biện liên tục đề nghị chính phủ nên dừng lại vì việc xét nghiệm đại trà trên toàn quốc để truy tìm F0 dẫn đến chi phí quá cao và quá bất hợp lý. Đây chính là đầu mối và căn nguyên để các đơn vị cung cấp kit xét nghiệm tha hồ thu vét hàng ngàn tỷ đồng một cách nhanh chóng, và đây chính là tiền của người dân phải bỏ ra. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng COVID-19, Thủ tướng đã bị lừa hay có gì khác? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm căn cứ trên chỉ đạo của Thủ tướng. Theo Bộ Công an Việt Nam, từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay, Công ty Việt Á đã thu được khoảng 4.000 tỷ đồng nhờ bán các bộ xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC và các cơ sở y tế của 62 trên 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Trước mắt, Công an Việt Nam chỉ mới xác định sau khi bán cho DCD Hải Phòng 5 lô hàng đều là các bộ xét nghiệm COVID-19 trị giá 151 tỷ đồng. Công ty Việt Á đã thối lại cho giám đốc CDC Hải Dương khoảng 30 tỷ đồng. Đây chính là tiền tham nhũng. Công ty Việt Á đã thối thêm bao nhiêu tỷ trong tổng số 4.000 tỷ đồng thu được nhờ bán các bộ xét nghiệm COVID-19 và cho những ai nếu không có đủ chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng, công ty Việt Á có thể ăn nên làm ra như thế được hay không cũng là câu hỏi mà dư luận trong cả nước đang đặt ra. Khi điều tra công ty Việt Á, liệu các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam có so sánh và sẽ công bố để dân chúng Việt Nam biết rằng từ hạ tuần tháng 4 năm 2020 đến hạ tuần tháng 8 năm 2021, công ty Việt Á thu được bao nhiêu tiền từ việc bán các bộ xét nghiệm COVID-19 và sau khi Thủ tướng Việt Nam hối thúc thực thi thần tốc xét nghiệm diện rộng trước hết ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Doanh thu của công ty Việt Á tăng bao nhiêu lần, đạt bao nhiêu ngàn tỷ so với 16 tháng trước đó cũng là câu hỏi. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á kết hợp với Học viện Quân y sản xuất, trên hộp có cả logo của Học viện Quân y lẫn của công ty Việt Á. Sở dĩ vấn đề vừa nêu cần được trả lời vì trên thực tế có rất nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động nhập cảnh và kinh doanh các bộ xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam đã tạo ra cơ hội cho một số cá nhân, một số doanh nghiệp làm giàu nhờ chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng. Thậm chí nhờ Thủ tướng Việt Nam đã tả xung hữu đột, đốc thúc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương phải thực hiện nghiêm túc chủ trương này. Cho dù đã có rất nhiều người, nhiều giới thay nhau phân tích vân vân rằng thần tốc xét nghiệm diện rộng vừa không thể đem lại hiệu quả mong muốn, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, vừa lãng phí, chỉ đạo cơ hội, tạo cơ hội cho một số cá nhân, một số doanh nghiệp trục lợi, đồng thời làm cho ranh giới, quốc gia thêm kiệt quệ vì chi phí quá lớn. Nhưng ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam vẫn phớt lờ. Thậm chí ngay cả khi thiên hạ đã tính, trong 9 ngày từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 4.120.000 người bằng test nhanh, tức là 1.920.000 người, lẫn RT-PCR là 2.960.000 người. Kết quả chỉ có 21 trong số hơn 4,1 triệu người dương tính. Và nếu đem tổng chi phí cho đợt xét nghiệm thần tốc trên diện rộng này chia cho 21 ca dương tính, số tiền đổ vào để tìm một ca dương tính COVID-19 là hơn 20 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Chính vẫn không ngừng lại. Đây là hình ảnh
nhiều báo chí ca ngợi hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch COVID ở miền Nam với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Ngoài việc dùng hệ thống truyền hình quốc gia phát tán chuyện mắng nhiếc các viên chức lãnh đạo Kiên Giang yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, khiến Kiên Giang phải chi 128 tỷ để thần tốc xét nghiệm toàn tỉnh lúc nửa đêm. Ông Chính còn gọi điện thoại chất vấn Chủ tịch một xã ở huyện An Giang nhắc phải tổ chức xét nghiệm ngay 2 ngày mỗi lần. Và thúc giục Bộ Y tế gửi công điện nhắc các tỉnh, thành đang thực hiện phong tỏa phải thực hiện 5 yêu cầu mà 3 trên 5 liên quan đến thần tốc xét nghiệm diện rộng. Đâu phải tự nhiên mà sau đó các địa phương như Cà Mau thi nhau tổ chức xét nghiệm trong toàn tỉnh, dù cả tỉnh chỉ có 383 ca nhiễm. Và ai sẽ nhận trách nhiệm kiểm tra và báo cáo với dân chúng rằng trong giai đoạn ấy công ty Việt Á đã có thêm bao nhiêu khách hàng, doanh thu tăng thêm bao nhiêu ngàn tỷ đồng? Có phải những con số đó có tỷ lệ thuận với sự vụ dân bị săn đuổi, bị cưỡng bức, xét nghiệm COVID-19, phản đối thì bị nhốt vào trại tập trung, bị phạt tù? Và trung tuần tháng 9 năm nay, khi cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận để định hướng hoạt động kiểm toán của năm tới, ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải lưu tâm tới việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phòng chống COVID-19. Ngoài yêu cầu kiểm tra thực hiện các gói hỗ trợ dân chúng và ranh giới có hợp lý và đúng mục đích hay không, ông Huệ nhắc phải chú ý cả tổ chức xét nghiệm và chi phí. Đến hạ tuần tháng 9, khi cùng một phái đoàn của chính phủ đến thị sát hoạt động ngăn chặn COVID-19 tại Bình Dương, ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng khuyến cáo thế này: mỗi gia đình hay phòng trọ chỉ nên lấy mẫu xét nghiệm người đại diện. Một người nhiễm thì chắc chắn người ở cùng cũng bị lây nhiễm. Đây là hình ảnh giáo viên dạy yoga ở Bình Dương bị cưỡng chế xét nghiệm một cách dã man, nay đang khởi kiện chính quyền. Một gia đình có 3 người, mỗi người test nhanh 10 lần mỗi tháng, tổng cộng cả nhà thực hiện 30 lần mỗi tháng, và chi phí để mua thiết bị test nhanh tốn ít nhất 6 triệu đồng để test cho mỗi gia đình 3 người. Ông Đam nhận định rằng việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng đông đúc sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm lẫn lãng phí tốn kém. Và tại sao không cho lấy mẫu của đại diện từng gia đình để giảm bớt chi phí đi? Câu hỏi được đặt ra. Khi nghe nhiều người từng bị nhiễm COVID-19, tức là F0, đã xuất viện, đã hoàn thành cách ly y tế tại gia, than rằng vẫn phải đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng 3 ngày mỗi lần. Ông Nguyễn Lân Hiếu là giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một trong những người tháp tùng ông Đam, bảo rằng cơ thể các F0 đã khỏi bệnh, đã có kháng thể, tổ chức lấy mẫu cho các F0 đã khỏi bệnh là quá lãng phí. Những điều ông Đam, ông Hiếu đề cập không mới, các chuyên gia y tế, chuyên gia dịch tễ đã nêu ra từ lâu, nhưng không thể nào ngăn được chiến dịch thần tốc xét nghiệm diện rộng. Đây là hình ảnh biếm họa mới của La Thanh Hiền, hai con chim kền kền, thắc mắc với nhau rằng tại sao chúng lại ăn thịt đồng loại được nhỉ? Ngụ ý về những thủ đoạn cấu kết giữa công ty Việt Á với cơ quan công quyền, thổi giá xét nghiệm để thu lợi hàng ngàn tỷ đồng trên xương máu của nhân dân. Scandal về công ty Việt Á giúp minh họa cho vấn nạn rằng những quyết định được ca ngợi là quyết đoán khi xảy ra thảm họa là thật hay giả. Thần tốc xét nghiệm diện rộng chỉ vì đã thiếu hiểu biết mà còn độc đoán nên bị lừa, hay là một biện pháp hỗ trợ kẻ gian giúp chúng làm giàu trong thảm họa? Chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng và hàng loạt công tác có tính răn đe nếu không tuân thủ mà hệ thống công quyền tại Việt Nam từng thực thi đã giúp công ty Việt Á kiếm khoảng 4.000 tỷ đồng trong sản xuất kinh doanh các bộ xét nghiệm COVID-19 với chất lượng không có gì được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu chỉ có những viên chức có lãnh đạo ở các trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC và cơ sở y tế tại hầu hết tỉnh, thành phố Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã nhận tiền của công ty Việt Á thối lại, thì Bạch Tuộc có cơ hội mừng đại thọ. Cứ đối chiếu những thông tin mới nhất liên quan đến công ty Việt Á với những thông tin đã từng được loan báo rộng rãi về công ty này, ắt sẽ thấy công ty Việt Á và đang xét nghiệm là một lớp trong vở kịch, có kịch bản hoàn chỉnh để khai thác nhân dịp đại dịch.